các bạn thân mến, mình đang có mặt tại Hương Lâm, Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Nơi đây là một nơi phải nói là buôn bán cực kỳ sầm uất. Các bạn thấy không, đây là hàng gỗ sứt. Ở đây là bắt đầu chỉ mới vừa vô trong đầu thị trấn. Các bạn sẽ thấy nơi đây người ta buôn bán cực kỳ sầm uất. Bây giờ mình quay lại thôi.
xe mà cùi cùi đó rất là nhiều. Thôi, đến đây cũng thị trấn rồi.